Xin kính chào quý bác, anh chị và mọi người đã tiếp tục quay trở lại với số tiếp theo trên kênh Hà Giang Food. Thì buổi chiều ngày hôm nay thì Cường lại tiếp tục lên trên cái bản Lão Lùng của bác anh chị. Thì vừa rồi là Cường đang đi qua đường thì em Tú có gọi điện cho Cường. Thì Cường có hỏi là đang làm gì thì em Tú bảo đang đi lấy cỏ. Thì tiện đây thì Cường sẽ vào quay em Tú một chút xem cái hàng ngày mà em Tú đi học về là về nhà lấy cỏ của bác anh chị ạ. Để mẹ đỡ vất hơn một chút. Hiện tại em Tú đang dưới kia quý bác nhé. Em Tú ơi, đâu rồi? À, em Tú đang dưới kia quý bác kìa. Em ra đây lấy lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi. Thế lúc em gọi cho anh em ra đây chưa? Ra rồi ạ. Ra rồi á? Nóng thế đi lấy sớm đi. Hiện tại 5 giờ hơn rồi. Ai, không có ai đi. Hả? Bảo là nếu em không đi thì không có ID các. Em chưa về đúng không? Chưa. À. Đấy công việc hàng ngày của em Tú đây quý bác anh chị nhé. Tức là Cường chỉ tình cờ đi qua mà thấy em Tú đi lấy cỏ như này thì Cường cũng tiện để ghi hình cho tất cả quý bác anh chị cùng được theo dõi. Đây quý bác này, đường xuống rất là dốc luôn. Wow. Ê nhờ. Ở dưới kia là nhà của em Vành và em Xính ấy, quý bác chị. Sắp được một bó to chưa? Sắp được một bó chưa? Trong một lúc nữa nhỉ? À, đi có đeo cả găng tay như thế mới an toàn. Ôi giời. Đi nắng này hơi ít cỏ lắm. Trời nắng này. Để nó trời râm râm hoặc là buổi sáng ấy. Nhưng mà buổi sáng em lại đi học rồi em không có thời gian đi lấy đâu. Buổi sáng thì cỏ hôm ban đêm nó có hay có sương ấy thì cái lá cỏ nó hay nở ra một chút nhưng bây giờ lá cỏ nó héo. Tóp lại luôn. Ở khu vực này cũng rất là ít cỏ, cái cây cỏ đấy. Tầm mấy giờ em nối về đến nhà? Em nối chắc tầm 5 rưỡi. Tầm 5 rưỡi thì chắc sắp nghỉ rồi, còn gì nữa? Được. Ở đây có một bó củi này. Củi ngô hay sao? Ừ. Có phải của mình không? Cái chỗ nương có phải của nhà em không? Không. Không à? Nhà em không có nương rồi, đường rất là. Em vẫn lấy được cỏ à? Lấy cỏ thì lấy tự do mà. À. Nhưng mà chỉ trừ cái cỏ người ta trồng là không được. Thế anh hiểu không? Một ngày bò nhà em ăn được khoảng mấy bò? 15, 16. Có một bò to cơ mà, mấy bò? Mấy bò to? À, hai bò. Hai bò to à?
Có hôm em đi học về muộn em có phải đi lấy không? Có. Mà hôm đi muộn về tối chắc không kịp đi lấy chứ. Nhưng mà về thì không kịp đi lấy nhưng mà cũng tranh thủ đi lấy được một ít cũng được mà. À tranh thủ đối gì? Ui nóng quá, 5 giờ vẫn còn nóng. Sợ thật. Chỗ này thì... Mấy hôm nay thì toàn trên 36, 37 độ thôi. Tối luôn đấy. Nãy anh đi sủng trái kìa. Bên đấy mát rồi. Bên đấy nó cao, nó mát. Đấy bên này có nhiều này. Bên này bên chân này này. Lấy hết đi. Trước mặt em ơi. Chiều nay em nghỉ sớm nhỉ? 3 tiết thôi. À, 3 tiết á? Cô giáo cho nghỉ sớm à? Dạ. Cô giáo cho nghỉ sớm à? Vâng, không phải là chiều 3 tiết thôi mà. À, 3 tiết à? Vâng. Thế em nô 4 tiết thì em nô phải đi bộ về đúng không? Đi nhờ... À, đi nhờ nhỉ? Có bạn mà. Bò em bây giờ vẫn để nhà trong này chứ? Bò á? Ừ. Bên kia không có chuồng nhỉ? Bên kia không có. Với lại để ở bên kia cũng được. Nhưng mà vất vả cho lúc có cái gì ấy, thứ. Ừ. Nương ở trên, ở bên này hết thì chuyển bò sang bên kia luôn. Bên kia là các cỏ hết thì nó không khó đâu mà. Ừ. Cũng đúng đấy. Ở cái chỗ trước mặt này rất là dốc của quý anh chị ạ. Chứ không phải là bằng đâu, rất là dốc luôn. Cái loại cỏ này nó ăn mà. Đấy. Loại này này. Cái lá đấy cho lợn chứ. Nhà có lợn không? Không nuôi lợn. Chết nuôi nhưng mà có bệnh ấy cho nó. À dịch. Chết nuôi nhưng mà là do có bệnh. Ừ. Chết hả? Chết nhỉ? Châu bò lá xoan không ăn mà. Dạ. Châu bò lá cây xoan không ăn mà. Vâng ạ. Đây là cây xoan. Cây xoan. Ừ. Ăn mà nhưng mà cái này quá ít thôi. Ừ.
Cô biết cây đấy là cây gì không? Yeah. Đây là cây sợi. Sợi. À? Cây này, cây, em nhà em thường hay chỉnh chặt để làm gì? Xếp lên để phân. À, làm rào qua cái gì thế? Mình thấy cuộc đời này không có tiền phải không? Có gì, cố gắng rồi mà sao sẽ có. Mát rồi nhỉ? Mát rồi. Ngày thứ ba nhỉ? Sau khoảng bao nhiêu lâu nữa là mới đi ngủ? Em thì chắc có 3 tháng nữa chứ. Ừ, 12 mình tốt nghiệp rồi.
nhau bây giờ. Em Lô cũng đã đi học về quý ban chị ạ. Gió thế này có mát không hả Tú? Có. Mát đúng không? Giờ mát dần rồi. Chắc sắp được bó chứ? Sắp được chưa? Đây có một chút xin đây. Đâu? Cho nào? Đây đây. Lấy về đi. Không kệ nó rồi đấy. Để cho nó xong. Kệ. À. Cái chim này, chim chích chuối. Chim gì? Chích chuối. Chim gì ấy? Chim gì à? Đâu? Đâu? Đây á? À? À đây có một tổ chim này thật này. Lấy ra xem nào. Bới bới ra xem nào. Máy quay vào gần nó bị mờ. Ui, hẳn 4 quả trứng. Ây da, đây là đâu ạ? Ây da, không nhìn thấy. Có 4 quả trứng. Thôi để đấy cho nó sống. Thôi để cho nó sống em ơi. Mấy nữa cho nó ấp ra. Chim kêu nhiều, thích tiếng chim. Bên đấy còn làm gì còn cỏ nữa. Khô hết rồi. Bên này này, đây đây này. Cái đấy nó mình ăn không nổi. Tú biết cái đấy là cây gì không? Yeah. Ừ. Không. Đây là cây sợi. Sợ. Sợi. Sợi à? À. Cây này, cây em nhà em thường hay đi chặt để làm gì? Xếp lên để phân. À, làm rào qua ấy để phân. Ông Cường, mình thấy cuộc đời này không có tiền phải không? Có gì cố gắng rồi mà sau sẽ có. Mát dần rồi nhỉ? Bây giờ mát hơn rồi. Ngày thứ ba nhỉ? Ngày thứ tư. Sau khoảng bao nhiêu lâu nữa là mới được nghỉ? Đó, nghỉ á? Em thì chắc có 3 tháng nữa chứ. Ừ, 12 mình tốt nghiệp rồi.
Tưởng hôm qua là mưa to, nhà em được đi cày ấy nhà. Hóa ra là mưa đến 7 giờ là tịt rồi. Chắc có không mưa đến 1 tiếng đồng hồ ấy. 1 tiếng thì không đến đâu. Không đến à. Lúc đầu sấm chớp to thật nhưng mà tưởng mưa to. Hóa ra không phải. Cái này phải đợi một thời gian nữa thì mới mưa được. Đấy, giống như là thể hiện. Mệt ra cứ quên nghỉ mát tí. Dạ vâng. Hết mệt chưa? Dạ. Thôi cố gắng nhá. Vâng. Bây giờ thì anh về nhà đó, muộn rồi. Vâng. Giờ gần 6 giờ rồi. Để lúc nào qua anh lại thăm anh em cả nhà một chút. Vâng. Anh ít khi sang bên này, kiểu là anh hãy đi những cái bản khác. Có hôm thì ở nhà để sửa video cả ngày cơ. Cố gắng đi tìm những người đang bây giờ đang còn nhiều người vất vả khó khăn, nhà có nhiều nhà người ta khó khăn như kiểu là bố chết hoặc là mẹ để lại bố con nhìn khổ. Đúng rồi, bây giờ rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn khổ lắm em ạ. Vâng. Không đơn giản đâu. Bây giờ em còn là đi lấy nữa không? Được một bó chứ nhỉ? Được một bó đây nhưng mà em cũng phải muốn lấy thêm à? Vâng. Thế tí gọi thằng Nô ra vác nhá. Vâng. Em đi đâu đấy? Đi kia. Ừ. Thế thì cái gì cái thì phải cố gắng học một chút đã. Vâng. Sau khi nào học xong mình tìm công việc xong. Vâng. Giờ lại công việc ngày trước là Huân tìm cho em rồi còn gì nữa. Chỉ việc học thi mình xong học xong ấy là mình sang kia học việc luôn. Vâng. Học nghề ấy. Thôi cố gắng nhá, nhà cố gắng giúp bố mẹ nhá. Vâng. Bây giờ anh về đây. Vâng, quý cô bác anh chị thì hiện tại thì cũng đã muộn rồi, gần 6 giờ nhưng mà trời thì chưa tối đâu. Cường còn phải về nhà để sửa video rồi úp lên trên kênh cho quý bác anh chị cùng theo dõi. Bây giờ thì Cường cũng xin khép lại video ở đây. Hẹn gặp lại tất cả quý bác anh chị và mọi người ở những số tiếp theo trên kênh Hà Giang Food. Xin chào và hẹn gặp lại.